Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công văn của thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông báo của Ban Chấp hành Trung ương về việc tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang treo cờ tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có giải băng tang màu đen bằng vải đen buộc không để cờ bay và chỉ kéo cờ tới 2/3 chiều cao cột cờ. Cờ rủ được treo tại vị trí treo cờ hàng ngày nhân dân và các đoàn đại biểu các cơ quan đơn vị sĩ nghiệp trường học bệnh viện lực lượng vũ trang đến viếng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phân công trưởng đoàn trang phục trang trọng sậm màu nghiêm túc theo nghi thức quốc tang cá nhân và tổ chức tới viếng không mang theo vòng hoa trái cây nhang đèn không mang theo túi sách chỉ mang theo giải băng viếng tang màu đen chữ trắng có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị Lễ viếng lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, Quận 1. Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu diễn ra từ 13 giờ ngày 26 tháng 7. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Việt Nam để tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoại trưởng Blinken sẽ tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm, ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi biết tin ông từ trần. Thông điệp của Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước Việt Nam và Mỹ đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, đất nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Biden sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chính phủ và nhân dân Mỹ tôn vinh di sản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận được thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan rất buồn và tỏ lòng thương nhớ sâu sắc tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Thái Lan, đã gặp các kiều bào có nhiều kỷ niệm đặc biệt là những kiểu bào đã có dịp được đón tiếp Tổng Bí Thư khi sang thăm Thái Lan hay đã được gặp gỡ Tổng Bí Thư khi về Việt Nam. Gặp chúng tôi, ông Ninh Viết Thông, nghẹn ngào không nói nên lời. Giọng nói của ông đôi khi đứt quãng không kiềm chế được cảm xúc thương tiếc Tổng Bí Thư, nhà lãnh đạo kính yêu của toàn đảng toàn dân ta, đã từ trần. Ông Ninh Viết Thông xúc động, là những người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng nghe tin bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Chúng tôi cảm thấy rất sốc và đau buồn, nghẹn ngào không biết nói gì, chỉ biết là rất thương tiếc bác. Nghẹn ngào, ông Ninh Viết Thông khẳng định, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không gì có thể bù đắp được đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhớ lại lần về thăm Việt Nam và được gặp Tổng Bí thư, ông Ninh Viết Thông nhớ như in cảm xúc khi được Tổng Bí thư gặp và ân cần thăm hỏi. Mọi kiều bào cũng đều cảm nhận được sự thân mật ân cần của Tổng Bí thư cũng như lối sống giản dị của người đứng đầu đảng cộng sản việt nam là một kiều bào nên ông cảm nhận rõ ràng rằng chính sách cộng đồng kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của đảng và nhà nước được minh chứng rõ ràng qua cuộc gặp này khi người lãnh đạo đảng cộng sản việt nam quan tâm thăm hỏi từng kiều bào một ông thông cũng rất tâm đắc với chính sách chống tham nhũng mà tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo quyết liệt bác trọng có chủ trương chống tham nhũng rất quyết liệt Chúng tôi ở Thái Lan rất nhiệt tình, rất ủng hộ đường lối này của bác Nguyễn Phú Trọng. Bác từng nói là bác kỷ luật các đồng chí vi phạm đó, bác rất đau lòng. Nhưng bác phải làm vì nước, vì dân, nên Kiều Bào chúng tôi rất ủng hộ việc này. Ông Ninh Viết Thông xúc động nói về việc, nhiều năm trước đây, khi cùng Kiều Bào được vinh dự đón Tổng Bí Thư sang thăm Thái Lan, cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp đối với quan hệ hai nước khi trong chuyến thăm Thái Lan năm 2013, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, khi nâng lên mức đối tác chiến lược. Nhân dịp này, chúng tôi cũng tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Hòa ở tại tỉnh Pathum Thani. Trong căn nhà treo ảnh Bác Hồ và nhiều bằng khen trong công tác hội kiều bào, ông Nguyễn Văn Hòa giọng như trầm lại khi nói là Việt Kiều ở xa quê hương, thật bất ngờ khi nhận được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người cả cuộc đời hy sinh vì đảng, vì đất nước. Trong những lần về thăm Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Hòa đều cảm nhận được sự kính trọng của người dân Việt Nam đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó càng hiểu hơn cuộc sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng biết việc Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã chia buồn, bày tỏ thương tiếc trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng, dân tộc Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo có trí tuệ sáng suốt và tấm lòng yêu dân yêu nước là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, tổng bí thư là nhà lãnh đạo đưa đất nước phát triển đổi mới, làm cho dân giàu, nước mạnh, vai trò của Việt Nam được nổi bật tại các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla ngày 22 tháng 7 thông báo trước khi bắt đầu phiên họp về ngân sách theo đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo với Hạ viện rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từ trần ngày 19 tháng 7 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Ông Ôm Bila đánh giá Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam qua nhiều thập kỷ, cũng như đóng góp cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Om Birla nói, chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng dành cho người đã khuất. Hạ viện Ấn Độ hôm nay cũng bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút đau buồn này. Xin hãy dành giây phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính với một tâm hồn vĩ đại đã mãi mãi ra đi. Trong phiên họp về ngân sách cùng ngày, Phó Tổng thống Ấn Độ kiêm Chủ tịch Thượng viện Jadip Dankar cũng đọc thông điệp chia buồn về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Chadip Dankha cho biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và được các tầng lớp nhân dân kính trọng. Trước đó, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu gửi lời chia buồn bày tỏ kính trọng đối với cuộc đời sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sẽ sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gia quyến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đau thương này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19 tháng 7 do tuổi cao bệnh nặng, tang lễ sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang vào ngày 25 tới ngày 26 tháng 7, sau đó ông được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Sáng ngày 22 tháng 7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trước khi bước vào nội dung họp báo, phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã có thông cáo đặc biệt về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào chiều ngày 19 tháng 7 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến Tổng bí thư. Các đại biểu dự họp báo tại văn phòng Chủ tịch nước đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về nội dung cuộc họp báo, Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật, luật tổ chức tòa án nhân dân, luật lưu trữ, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thông tin về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, đồng thời xây dựng xã hội trật tự kỳ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt quyền con người, quyền công dân theo quy định. Theo Trung tướng Lê Quốc Hồng, để triển khai thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ từ nay đến tháng 1 năm 2025, Chính phủ cần ban hành 8 nghị định, Thủ tướng Chính phủ cần ban hành một quyết định, các bộ cần ban hành 36 thông tư quy định chi tiết đối với luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp thượng tướng phạm hoài nam thứ trưởng bộ quốc phòng cho biết việc xây dựng luật nhằm hạn chế các cơ chế chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật tập trung vào các nội dung như nguồn vốn đầu tư nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ lưỡng dụng triển khai các dự án đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn Tại họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng đã thông tin về những nét chính của các luật: Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật lưu trữ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ, Luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ.